Nổi tiếng là nam ca sĩ với nhiều bài hit đình đám được giới trẻ yêu mến, Sơn Tùng MTP luôn biết cách làm mới bản thân và mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Mới đây, chàng ca sĩ quê Thái Bình vừa bất ngờ công bố dự án bộ truyện tranh mang tên Lạc Trôi được lấy ý tưởng và phóng tác từ MV ca nhạc cùng tên Lẫy Lừng năm 2017. Chia sẻ tại buổi họp báo giới thiệu dự án, Sơn Tùng MTP xúc động cho biết Lạc Trôi là ca khúc mà anh tâm đắc nhất và tính cách nhân vật gần giống với cuộc đời mình. Sự ra đời của Lạc Trôi phiên bản truyện tranh cũng đánh dấu sự kiện lần đầu tiên tại Việt Nam có bộ truyện tranh được phóng tác từ sản phẩm MV ca nhạc. Nói về áp lực và kỳ vọng cho dự án sau thành công vang dội của MV cùng tên cách đây 3 năm, Sơn Tùng thổ lộ, đứng trước một dự án nào thì tôi và ekip đều cảm thấy lo lắng. Tôi luôn cố gắng đặt mọi tâm huyết vào từng dự án và với bộ truyện tranh Lạc Trôi lần này cũng thế. Tôi hy vọng rằng khi khán giả đọc bộ truyện sẽ cảm nhận được tình yêu thương, sự cống hiến của ekip. Điều khiến tôi hào hứng và tự hào nhất là cốt truyện vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là hình vẽ nhân vật trong bộ truyện đẹp và tôi không nghĩ nhân vật truyện tranh của mình đẹp như vậy. Lạc Trôi là ca khúc mà tôi luôn luôn tâm đắc, ý nghĩa nhất trong cuộc sống và cuộc đời mình. Truyện tranh Lạc Trôi sẽ viết tiếp câu chuyện của vị vương tử trong MV Lạc Trôi của Sơn Tùng MTP. Những thắc mắc của người hâm mộ bấy lâu nay về quá khứ, tương lai của chàng vương tử này sẽ dần được hé lộ. Bộ truyện dự kiến sẽ gồm 100 chương và được phát hành trên nền tảng webtoon truyện tranh kỹ thuật số vào ngày 4 tháng 1, 2021, với tần suất dự kiến là một chương truyện một tuần. Bản truyện tranh giấy dự kiến sẽ xuất bản vào tháng 6, 2021. Phiên bản Moving Tool, truyện tranh kỹ thuật số có chuyển động và âm thanh, dự kiến sẽ sớm ra mắt vào tháng 3, 2021.